Ok, xin chào anh em. Rất vui vì được gặp lại anh em trong những cái clip về Auto Chat ở trên kênh Game Today. Phần đầu clip như thường lệ, tôi xin được cảm ơn các anh em đã ủng hộ cho kênh. Tôi xin được cảm ơn bạn Trịnh Phương Linh, anh em Kenshin, anh em Bắc Gamer và anh em Nguyễn Thanh đã tiếp tục gia hạn hội viên cũng như là đăng ký hội viên mới. Cảm ơn các anh em, nhờ có các anh em đăng ký hội viên hàng tháng mà tôi có một cái nguồn thu nhập cố định và ổn định. Cảm ơn anh em rất nhiều. Cùng với đó, xin được cảm ơn anh em Phạm Tuấn Minh đã có một cái phần quà donate để chúc mừng sinh nhật tôi. Cũng như là xin được cảm ơn anh em Nguyễn Nhật Quang, anh em donate kèm theo cái lời nhắn theo dõi kênh anh 35 lần đầu tiên ủng hộ. Cảm ơn anh em Nguyễn Nhật Quang. Và cuối cùng là anh em Minh thì có donate cho tôi kèm theo những cái dòng tâm sự khá là dài. Và tôi xin được đọc cái dòng tâm sự của anh em Minh. Biết anh và xem clip của anh từ hồi còn học năm thứ tư đại học y đến bây giờ cũng đã được 45 năm rồi. Từ hồi sinh viên tiết kiệm tiền đô lết tặng anh trai nước vì quý mến anh, cho đến nay thì cũng đã ra trường lập gia đình và sinh con rồi, cũng không có nhiều thời gian để chơi game, nhưng cũng không bỏ quên clip nào của anh cả. Từ thời sinh viên hay thức đêm xem anh đánh rồi áp dụng leo rank cực kỳ hiệu quả. Cái đoạn này chắc là cái thời sinh viên là anh em hay xem tôi livestream vào buổi đêm đây. Cái thời đấy thì khả năng là tôi vẫn chưa có con đấy, còn rất nhiều thời gian để mà livestream để phục vụ anh em. Tôi đọc xong những cái dòng tâm sự mà tôi cũng có một chút hoài niệm. Đọc tiếp nhá, xin đọc tiếp. Do tính chất công việc là bác sĩ, đi làm và trực đêm nhiều, nên là 24 tháng 6 vừa qua quên mất là cái ngày sinh nhật của mình. Đấy, thì hôm nay nhớ tới donate cho anh, tiện thể chúc mừng sinh nhật anh Tuấn. Cái này thì tôi thấy là nó hơi lủng củng. Đúng là bác sĩ, nó không giỏi văn cho lắm. Tôi thấy anh em viết cái đoạn này hơi lủng củng. Anh em mà sinh nhật anh em quên nhưng mà anh em lại chúc mừng sinh nhật tôi, thế là làm sao? Đấy, tôi phải đọc đoạn sau tôi mới hiểu được. Cũng đã đăng ký hội viên ở trên kênh anh rồi, nhưng mà do có vấn đề về thẻ visa nên là chưa đăng ký lại được. Đấy, khi nào khắc phục được thì sẽ đăng ký tiếp tục ủng hộ kênh. Ok nhá, cảm ơn em rất nhiều. Cũng mong anh làm clip chúc mừng sinh nhật muộn cho em. Đấy, cái đoạn này thì đọc mới hiểu luôn này. Lẽ ra là anh em lên vào đề luôn nhá. Là 24 tháng 6 là sinh nhật em đấy. Mà em thì là cũng là hội viên của kênh anh lâu rồi. Đấy, đóng họ là cũng phải được là một năm. Thì anh em xem là thế nào nhá. Anh Tuấn xem thế nào đi. Ừ, thế thì ok. Anh hiểu ngay vấn đề ngay nhá. Rồi, mà sau đây là cái yêu cầu của anh em Minh. Em thì cũng không có yêu cầu gì cả, chỉ cần anh là sẽ chơi một cái bộ đánh tay thôi. Vì em không có chơi bộ bắn trường. Đấy, ví dụ như meta đang chuyển dần sang Clive thì anh hãy làm một cái bộ nào đấy có thể counter và Clive chẳng hạn. Ok em nhá. Ui giời, đấy counter thì lại việc của anh rồi. Riêng cái bộ Clive nhá, mặc dù là không có gọi là tự hào là có thể là thông thạo coi như là nhất cái bộ này ở trong đấu trường Auto Chat. Đấy, nhưng mà về cái độ thông thạo thì nó cũng phải 1910. Đấy, ok nhá anh em nhá. Thế nên là hôm nay chúng ta sẽ làm một cái line up mà đấm vỡ mõm với bọn Clive. Đấy, nhưng mà ngoài cái việc là đấm vỡ mõm bọn Clive ấy, thì tôi cũng nói luôn là nó còn đấm vỡ mõm cái bọn mà Clive kết hợp với 6 Glacier đang coi như là comeback rất mạnh mẽ trong cái thời điểm hiện tại nha anh em nhá. Cực kỳ là khỏe luôn. Đấy, như anh em chưa biết thì bộ Glacier được bắp lên rất nhiều, bộ Clive cũng thế, được bắp lên rất là nhiều luôn. Vì vậy nên là khả năng nó sẽ là cái thế lực trong cái thời gian tới. Và hôm nay tôi sẽ chơi một cái lineup mà có thể counter được cái bộ đấy anh em nhá. Rồi, và cuối cùng chính là cái lời chúc của anh em Minh. Anh em chúc gia đình của tôi luôn mạnh khỏe, thành công trong công việc. Bé Khoai khỏe mạnh và bé thứ hai của nhà anh cũng vậy. Sorry vì em không nhớ tên bé thứ hai nhà anh. Bé thứ hai nhà tôi thì tên là Mây. Đấy, ở nhà tên là Thị Mây, còn đi ra lớp thì cô gọi là Khánh Vân. Tên của bé thì tôi cũng đã chia sẻ với anh em một lần rồi. Đấy là trong một cái lần mà tôi vợ tôi đi đẻ ấy, thì tôi bắt buộc tôi phải ghi tên vào trong cái tờ giấy, nó gọi là giấy khai tên ấy. Đấy, thì lúc đấy chưa biết đặt tên gì, thì lúc đấy đang lướt TikTok, à lướt Facebook, Facebook Reel thì có lướt một phát ra là coi như là Hoa hậu Khánh Vân nữa thôi. Coi như là có cái duyên ấy, thì đặt tên luôn là con là Khánh Vân. Mặc dù là cái tên đấy là cũng không có hề có cái sự chuẩn bị trước. Đó, nó buồn cười ở cái chỗ đấy anh em ạ. Trước đấy thì cũng nhiều tên lắm. Tên là phải đặt tên là nào thì phải có tên là có một cái vần đầu tiên nó phải trùng với tên bố, tức là phải tên là Thảo này. À Thảo thì không được.
Thảo thì lại tên giống tên mẹ đấy, nên là tên là Thùy này, hoặc là tên là Thúy, hoặc là tên là cái gì đấy nó trùng với tên bố mẹ ấy. Đấy, cho nó có cái gì đấy nó giống nhau, hay là xong rồi lại tên là Hằng này đấy, nhưng mà cuối cùng là xong cuối cùng lại chả có cái tên nào chuẩn bị mà mình lại đặt tên cho con cả đấy. Mà tôi lại ra bệnh viện tôi lại thế cơ, tôi lại thế nào mà tôi lại lướt lướt TikTok, tôi lại lướt lướt Facebook ấy, xong rồi cuối cùng tôi lại đặt tên là Vân. Thế mà bây giờ lớn lên rồi cũng thấy là hợp, cháu nó hợp phết đấy, hợp với tên Vân phết đấy anh em ạ. Đấy, cũng không hiểu sao nhưng mà nghe tên Vân cũng hơi đánh đá đúng không anh em? Thì đúng luôn, nó cực kỳ đánh đá. Cực kỳ đánh đá cả cầy luôn, bé tí tuổi thôi. Đấy, chưa đến một tuổi nhưng mà ghê lắm, ghê gớm lắm, chắc là ghê gớm nhất nhà luôn anh em ạ. À, đến anh nó còn chịu thua cơ mà. Đấy, đáo để. Đúng là như là con gái sinh tuổi hổ khác. Đấy, cũng là bị lỡ đấy. Đợt trước là bị lỡ đấy chứ cũng không có ý định là sinh tuổi hổ đâu. Đấy, nhưng mà thôi, con cái là của trời cho anh em ạ. Đấy, thì thôi sinh ra rồi thì cũng vui. Đấy, cũng có thêm đứa nữa thì nhà có hai đứa thì nó cũng vui hơn. Đấy, anh có người chơi, Khoai có người chơi cùng. Cũng không phải là như ngày trước là lúc nào cũng phải bố mẹ chơi cùng nữa. Thì bố mẹ có nhiều thời gian để làm những cái việc khác hơn. Đấy, hai anh em chơi với nhau một lúc thì có đánh nhau, tránh trợ nhau thì bố mẹ mới phải can thiệp thôi. Đấy, cũng là rất là ok. Đầu game cho Dominator như này là có thể là chơi Gladiator cũng được đấy. Gladiator thì cũng nói chung là cũng đấm được like đấy anh em, đấm được like đấy. Cái vấn đề ở đây nó chính là chúng ta phải đánh đến late game đấy. Rồi bán bớt đi. Tôi thường nếu mà ra hai con Dominator đầu game như này ấy, thì có thể là tôi sẽ chơi Gladiator. Bộ Gladiator là một cái bộ mà có thể nhặt bất cứ cái con nào ở ngoài vào mà trong cái bàn cờ của chúng ta nó không kích hệ ấy. Nó không kích hệ tộc là chúng ta có thể chơi được rồi. Đấy, mà chúng ta form được cái bộ này sớm thì nó cũng rất là ok. Đấy, giữ máu. Thậm chí là còn có cả chuỗi đầu game. Đấy, ok, ui lên 2 sao này. Nhưng mà tôi lại vừa lại bán một con cây rồi. Nó ra con cây nữa này. Bán một con Whippersia hơi sớm nhỉ. Chính ra cái bộ này mua mấy cái con Druid thì cũng ngon. Đấy, nó lên được 2 sao. Gladiator thì nó cứ có những cái con nó tăng cơ châu châu một chút ấy. Thì cái khoảng thời gian đầu game nó khá là khỏe. Đấy, cái bọn gây đam thì có thể là nó sẽ có thể có nhiều thời gian hơn để mà gây đam hơn. Nhưng mà cái bộ này thì cái bọn gây đam thì nó cũng không cần phải là quá nhiều đâu. Bởi vì những cái cú đánh của những cái con mà tăng cơ nhá, ở phía trên nhá, cũng có thể gây được đam rồi. Gây đam là nếu mà nó có cái hiệu ứng chói ấy, là sẽ gây được khá là nhiều đam đấy. Nó giống như là cái MKB ấy. Ok. Đây có phải Ngũ Long không? Nhìn giống lắm, mua rồng mua ở TB này giống Ngũ Long lắm. Dạ ở đây Ngũ Long nhiều người chơi anh em ạ. Không phải chỉ có Việt Nam đâu. Nước ngoài chơi cũng nhiều. Khá là nhiều người chơi cái bộ đấy. Bây giờ cái bộ đấy nó khỏe quá anh em ạ. Thực sự đấy, bộ Ngũ Long hóa hình bây giờ nó lên cái tầm cao mới rồi. Đấy, trận này khả năng là chơi Gladiator. Dominator cho rất nhiều. Đó. Đang có chuối nên là tôi cứ ôm những cái con này nha anh em nhá. 2 sao chơi thôi. Súng 2, thỏ 2 đều chơi được hết. Những cái con mà nó không kích hệ tộc thì chúng ta để chơi được. Mặc dù tôi đang có ở đây là 3 con Hunter nhưng mà không vấn đề gì hết. Con nào lên được 2 sao chơi đâu. Chủ yếu là đầu game mà giữ máu thôi anh em ạ. Ai chưa gặp đấy? Tôi là tờ chưa gặp. Tôi là tờ à? Chưa tới chơi beat nhưng mà toàn 1 sao thôi. Không sợ. Áo giáp da bò này. Ok, đây có giáp thép, ghép giáp thép luôn. Ghép đánh chuối anh em ạ. Đang có chuối ghép luôn. Cái gì mà ghép được ghép luôn, tôi không có giữ đồ đâu. Đồ nào mà chúng ta có thể ghép được những cái món đồ trong tương lai ấy, thì chúng ta ghép luôn anh em nhá. Đấy, lấy luôn. Chỉ có thừa thì không lấy đâu. Rồi. Round này thì thực ra nhá, nếu mà để ở level 6 ấy thì cũng được. Mà đánh an toàn cho lên 7 thì cũng ok. Tôi đang tính xem có lên 7 không.
Thực ra Gladiator mà chơi với cả Beat ấy thì Gladiator nó vẫn có cái cửa trên anh em ạ. Nên là tôi nghĩ là không cần lên 7 đâu. Thôi, cứ để ở cái level này được rồi. Có một cái lý do mà tôi để ở level 6 mà tôi không lên 7 ấy, đấy là chính là cái việc là con thỏ của tôi nó chưa lên được 2 sao. Và tôi muốn con thỏ lên 2 sao. Tôi để ở level 6 nó dễ ra hơn anh em ạ. Lên level 7 không ra được thỏ lên 2 sao đâu, khó lắm. Đấy. Beat thì nói chung là vô tư, ăn được mà. Rồi. Được đấy. Rồi con này lên 2 sao rồi, lên 7 này. Đấy. Có 2 sao đương nhiên là cho vào rồi, chứ còn không ai để ở ngoài cả. Rồi. Đội hình nói chung là tăng cơ khỏe này. Đam thì nói chung là cũng có. Đấy, tăng khỏe đam có. Thế là được rồi. Round này thực ra nếu mà tôi bán con thỏ đi là tôi cũng tròn 20 tiền đấy. Nó cũng hợp lý phết. Thỏ bây giờ lên 2 sao thì cũng hơi muộn. Trong cái khoảng thời gian tới tôi mong chờ một con súng 2 sao hơn, một con Wing Ranger 2 sao hơn. Nên là con thỏ khả năng là cũng sẽ không dùng được đâu. Round này mà đánh có thể là bán đi kiếm tí tiền cũng khá là ok. Thôi chắc là bán thỏ thôi anh em ạ. Bán thỏ lấy tiền. Không dùng đâu. Tương lai là dùng những cái con khác. Thỏ làm gì đâu. Chơi cốc 8 rồi này anh em này. Đấy. Chứng tỏ là bộ Gladiator chơi cũng ngon. Chơi cũng rất là ok đó. Thử xem là Gladiator mà chơi với trong cái lobby mà có ngũ long hóa hình này, có Clay nhiều thì liệu rằng là có thể chơi được không nhá anh em nhá. Bộ Gladiator sợ nhất là bộ 9 Warrior thôi. Trong cái giai đoạn mà giữa game thì hơi sợ, còn cuối game thì cũng không sợ lắm đâu. Có hút máu cuối thì cũng không sợ 9 Warrior. Ok. Rồi, gặp Clay này, Clay này. Anh à, Clay to đấy. Rồi xong rồi mất chuỗi rồi anh em ạ. Này to quá, không chơi được. 6 Clay kẹp với cả có cả con Zipper nó hồi máu, thôi chịu. Trâu quá. Nó xả hết tiền nó cắt chuỗi tôi. Gắt thật sự đấy. Ui. Hai con Velom luôn này, hai con Velom luôn. Velom Master này ra chơi cũng được á. Mà cho hai con tí nữa mà nó lên 2 sao chơi luôn anh em ạ. Chúng ta cứ dựa vào những cái con được cho thôi, chứ đừng có gọi là phải là bắt buộc là phải là con những cái con như kiểu Berserker hay là bắt buộc phải là con cung đen. Đấy, cung đen không cho thì chơi con khác nha anh em nhá. Nhiều con lắm. Bây giờ anh em biết là có cả con Medu là cũng có thể chơi được. Đấy, làm con là được nha anh em nhá. Medusa làm con được. Nên là thôi, chúng ta cứ chơi xong rồi chúng ta up dần lên thôi, chứ không roll hay hyper roll làm gì cả. Ví dụ như bây giờ nhá, nó có cho tôi 5 con súng cơ thì tôi mới hyper roll. Hoặc là cho tôi 5 con cung đen thì tôi mới hyper roll, chứ còn tầm này không có hyper roll. Đấy, Berserker thì mới có một con, súng mới có một con thì hyper roll làm gì. Bây giờ up cấp lên 8 và chơi 4 đô thôi, chơi 4 đô thôi. Medusa anh em ạ. Rồi. Một chuỗi hơi đáng tiếc nhỉ. Khả năng cao cái thằng kia nó ăn hai cái chuỗi rồi anh em ạ, khỏe quá. Cái bộ line bây giờ nó khỏe mà. Cắt hai lần chuỗi, xanh thật sự. Cắt hai lần chuỗi cộng 6 luôn, cộng 7 luôn. Cái chuỗi của tôi là chuỗi cộng 8 đấy. Tiền rất nhiều luôn đến từ vị trí của cái thằng Rank Queen cơ. Đánh kinh ấy, đánh căng phết nhỉ. Căng thật sự. Tôi được cái là mặc dù là tôi mất cái chuỗi ấy, nhưng mà tôi cái lượng máu của tôi rất ok. Đấy, 91 máu. Thường là tôi chơi tôi giữ máu tốt lắm anh em ạ. Cái việc mà giữ máu tốt không phải là vì là nó là tốt. Đấy, nói thẳng với anh em là vì là tôi chơi nó rất cẩn thận. Anh em thấy là tôi up cấp nó rất là đúng level này. Và tôi chơi tôi thường là tôi cũng chả bao giờ tôi bỏ bài ra. Tôi chả tôi eco luôn. Bài đồ lúc nào cũng chốt. Đấy, chốt sớm.
Anh em thấy tôi không bao giờ tôi kiểu là tôi giữ đồ ở mấy cái rao đầu đâu. Ba cái món đồ rao đầu lúc nào tôi cũng lấy. Không ghép được cái gì tôi cũng lấy mà. Đấy, anh em thấy không? Tôi lấy những cái món đồ mà nó có thể chơi ở bất cứ cái đội hình nào ấy thì tôi lấy thôi. Nhá. Đấy nên là cái việc mà tôi giữ máu được nó cũng là ok. Đấy còn hên hên thì có thể là có được chuỗi. Mà nếu mà không có chuỗi thì cũng không sao, thì máu vẫn rất là ok. Anh em thấy không? Tôi bây giờ tôi lọt rồi nhá. Mà tôi vẫn đang ở top 3 đấy. Rồi, tôi chắc là tôi ghép cái hút máu trừ giáp rồi. Chơi Greater sợ nhất là mấy cái thằng Wario ấy, mà nếu mà có không có hút máu trừ giáp khả năng toang cao đấy. Đấy. Chúng ta không có búa set nên chúng ta ghép cái hút máu trừ giáp cũng được. Thường thì cái búa set là vẫn là ưu tiên đầu tiên. Búa set trong Greater tăng tốc đánh thì cái những cái cú đánh nó sẽ chói nhiều hơn. Đấy. Và những cái cú giật set thì nó giật rất là đau. Phải nói thật là cái combo búa set ấy mà kết hợp với cả hai tia nó combo nó gọi là tối thượng à, ở trong những cái bộ đánh tay rồi. Cầm những cái món đồ như thế mà đánh thì dễ chuỗi thắng lắm, nhưng mà nếu mà không có thì chúng ta cũng vẫn thua thôi. Đấy, tôi không có cái combo đấy. Combo búa set mà kết hợp với cả hai tia á rất khỏe. Rồi cái tầm này thì chắc là đánh sẽ bị thua đấy anh em ạ. Cái giai đoạn này thì đồ thì nó cũng chưa ngon. Đồ chưa ngon là một, thứ hai là bài ấy, thì bắt đầu cái tầm này bọn nó xả tiền rồi. Nên là nó khá là khỏe. Các cái đội hình khác là khỏe. Tôi cái giai đoạn này tôi chưa có co 2 sao nên là nó yếu. Thôi cái giai đoạn này chúng ta gọi là đốt máu, nhưng mà đốt máu từ từ thôi. Mỗi round lọt một vài con. Greater thì nói chung là nó vẫn cứ thế thôi anh em ạ. Nó cũng chả mạnh, nó cũng chả yếu, nó nói chung là bao nhiêu cái meta thì nó vẫn thế, nó vẫn bình thường thôi. Đấy. Đánh được đến lết thì nói chung là cũng khỏe nếu mà có đồ. Nếu mà không đánh được đến lết thì yếu. Đấy, nói chung là cũng chả biết. Mà sợ nhất là gặp bọn 6 đỏ là một này. Đây, ví dụ như cái bọn gót đỏ này khá sợ này. 6 đỏ là sợ này, gặp Warrior rất sợ. Gặp 6 đỏ, Bad Omen nó đốt cho cái bọn Greater này, nó không có khả năng hồi máu. Mà máu cái bọn Greater thì nó rất là mỏng. Trừ khi là anh em lên được 3 sao nhá. Còn Greater này mà Greater đánh 2 sao mà kiểu đẩy cấp ấy thì nó cũng rất sợ cái bọn đỏ. Gặp bọn đỏ nó đẩy rất nhiều máu ấy. Bọn Greater nó không kẹp thêm được Warlock. Đấy. Và chúng ta phải có cái món đồ là hút máu trừ giáp thì chúng ta mới có khả năng hồi máu. Nhưng mà cũng chỉ hồi máu được cho con tướng thôi, con chính thôi. Nên là những cái con khác ấy nó bị tiêu diệt rất nhanh. Mà một mình cái con co chính thì không có cách nào để mà solo được với cái con Lancer ở trong bộ 6 đỏ đâu anh em. Đấy, 6 đỏ kẹp với cả lùn nên nó đánh xa, xong rồi nó lại còn đốt máu kiểu Bad Omen đốt máu khá là khỏe, đẻ ra được khá nhiều con trâu. Cái con heo ấy nó đẻ ra được rất nhiều cái con trâu. Đấy, con máu to. Nó cứ đẻ liên tục đánh rất là khó chịu luôn. Rồi, chúng ta lên được 8 rồi. Mặc dù tôi đánh giá cái bộ Greater này nó không phải là gọi là TS, nhưng mà nếu mà để nói là nếu mà chơi Greater mà trong cái meta có chơi được không ấy thì tôi vẫn đánh giá là nó chơi được nha anh em nhá. Bởi vì anh em cũng biết rồi đấy, tôi chia sẻ với anh em là chính là bản thân tôi là spam Greater để lên rank queen ấy. Đấy, với một cái hạng trung bình nó là 1.8. Là anh em biết là cái bộ này là nó kinh khủng đến cái cỡ như nào ở trong cái giai đoạn là late game và biết chơi cái bộ này. Đấy, tức là phải biết chơi thì cái bộ này cực kỳ là hay. Đấy, nó có cái khả năng khống chế rất là khỏe giai đoạn late game. Solo late game thì cứ thằng nào mà khống chế nhiều thì thằng đấy ăn thôi. Đấy, ai mà khống chế khỏe hơn thì người đấy ăn. Thằng nào mà tung trưởng trước thì thằng đấy thắng. Đam to khống chế khỏe đấy thì là sẽ thắng thôi. Rồi, roll luôn rồi. Lên 8 luôn rồi anh em ạ. Ủa, roll trá ra gì luôn anh em ơi. Chết thật sự luôn ấy. Ít sao phải cho con Berserker lên 2 sao ấy nhỉ.
Không, là khả năng là sau cái round 20 này là bắt đầu tụt kinh khủng này. Anh em thấy đầu game tôi giữ máu rất tốt, nhưng mà cái tầm này tôi bắt đầu bị đẩy kinh khủng rồi. Đấy, còn nó 63 máu. Cái bộ này khó nhất ở cái giai đoạn này này. Cái giai đoạn mà khi mà mình bị yếu ấy, mà các cái nhà khác nó đẩy nhanh ấy, mà mình không form được cái đội hình mà có co lên 2 sao 4 đô nhá. Đấy, hoặc là cái con co 3 sao mà 2 đô ấy, thì là toang đấy. Chúng ta sẽ bị đẩy cái giai đoạn mà 20 đến 25 nó rất nhiều máu luôn. Đấy, nên là phải chơi phải cẩn thận ở những cái giai đoạn đấy, ở trong cái bộ này. Hôm nay tôi chọn cái bộ này đơn giản thôi là bởi vì là cái yêu cầu của anh em Minh ấy. Anh em Minh là muốn tôi là chơi một cái lineup mà counter được bộ Glacier kẹp với cả Clyde. 6 Glacier, 6 Clyde là level 1 tối thượng. Đấy thì có cái bộ này là counter được nha anh em nhá. Thì tôi chọn bộ này thôi. Tức là nếu mà nói xét riêng về cái việc là chơi với cái bọn Clyde ấy thì là chơi được. Nhưng mà xét một cách tổng thể mà nói chung ấy nhá, là nói chung mà so với cả Ngũ Long Hóa Hình ở thời điểm hiện tại này, xong rồi so với cả mấy cái bọn như là Godmate này đấy, hay là 9 Feather nhá đấy, hoặc là so với cả gì đó nhỉ, Eager Seed kết hợp với Witcher, hay là 9 Hunter, thì cái bộ này nó vẫn khá là đuối đấy so với những cái bộ kia. Đuối còn đuối nhiều lắm so với những cái bộ đấy. Eager Seed kẹp với Hunter nó bắn cho bộ này lủng người luôn. Eager Seed kẹp Hunter kẹp lùn ý, 6 Eager Seed 6 Hunter đánh ở level 10 nó đấm cho bộ này sấp mặt luôn. Nên là tôi nghĩ là anh em chơi mà nếu mà trận đấu nào mà có nhiều Clyde ấy thì chơi thôi. Chứ còn bộ này nó sợ nhiều bộ lắm anh em ạ. Nó chỉ ăn được beat này, nó chỉ ăn được Clyde. Ăn beat, ăn Clyde. Đấy, trong cái giai đoạn hiện tại thì gần như là hai cái bộ đấy là ăn được. Còn những cái bộ còn lại như là cái bộ những cái bộ mà tôi vừa nêu tên ấy, cái bộ sáu đỏ này, bộ Warrior này, bộ Ngũ Long Hóa Hình, hay là như là bộ 9 Feather, Godmate, Insectoid, thậm chí là cả 6 Assassin vẫn ăn được cái bộ này luôn. 6 Assassin, cái bộ Greater bản chất của nó là đứng tụm lại ấy. Nên là 6 Assassin mà kẹp cáo ấy, khả năng là bay màu kinh khủng lắm. Khi mà cáo nó nhảy xuống nhá, nó chỉ có cần cái dây chuyền giải thôi nhá. Một cái Blink, một cái dây chuyền giải, một cái chém lan thôi là bay toàn bộ đội hình luôn. Không biết anh em đã gặp cái trường hợp như thế chưa, chứ còn tôi gặp nhiều rồi. Bởi vì tôi vừa mới chia sẻ vừa nãy đấy, là tôi chơi cái bộ Greater rất nhiều. Nên là tôi biết được là nó rất sợ cái bộ đấy. Rất sợ luôn. Con trịa, con cáo bay Blink vào nhá, có dây chuyền kháng nhá, lăn ra, chém lan, xỉa một phát chết hết luôn, toàn bộ đội hình luôn. Đấy, con cáo này là con cáo không có kháng nên là nó mới bị thế này thôi. Nhưng mà đấy 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 anh em thấy ạ, mẹ đại cướp, mặc dù nó không có kháng, nó bị trói đấy, nhưng mà nó vẫn đẩy tôi được từng này máu. Thậm chí là beat cứ không ăn được luôn. Kiếm con Medu rồi anh em ạ. Đây rồi. Xả tiền mạnh không nhỉ? Bây giờ xả tiền mạnh hay là lên 9 đây? Lên 9 thì cái cơ hội ra được Medu nó dễ hơn. Máu cái đợt này nó tụt hơi sâu anh em ạ. 47 máu round thứ 23. Ui, gặp thằng này nữa. Chịu à? Cắt được chuỗi không? Không, chứ chả có cái cửa gì cắt được chuỗi thằng này luôn ấy. Không có cửa anh em ạ. Bọn này giờ nó khỏe lắm anh em ơi. Kể là cái con rơi nhá. Cái con rơi nó cũng khỏe rồi ấy, chứ đừng có nói đến mấy cái con kiểu con rồng hay là con Avenger Clyde. Ủa, còn 36 máu anh em ạ. Thôi, xả tiền gấp kiếm con mấy đu luôn anh em ơi. Đây rồi, hay quá. Đó, được chứng luôn. Đấy, ít ra là phải co 4 đô. Đó, thôi, dồn đồ cho mấy đu. Ít ra là phải co 4 đô để mới chơi được anh em ạ. Rồi, bây giờ thì chúng ta up 9 thôi. Tầm này lên được 2 sao thì là ngon rồi. Ôi anh em ơi, vẫn bị thua này, có thua không? Ồ, không. Đừng bảo thua nhá. Thua luôn cái thằng 9m thì nó lại buồn cười. Khỏe quá, thế là ăn rồi đấy. Tầm này thì lại ok, lại khỏe.
Xong rồi lên 9 bắt đầu roll tiếp thêm mấy cái con Dominator lên 2 nữa này. Thêm một con Wing Ranger nữa hoặc là một con gấu, gấu 2 sao. Trận này cái thằng Lai nó xanh quá rồi anh em ơi. Cái thằng này nó có chuỗi từ rất lâu rồi đấy. Vậy là con Avenger Clive của nó ấy, khả năng là đam rất to. Thằng này nó còn lên được level 10 nữa chứ. Tức là nếu mà nó lên 10 có nghĩa là nó sẽ lên 11. Mà nó lên 11 thì nó sẽ form được cái bộ 6 Glacier, 6 Glacier tối thượng anh em ạ. Đấy, đến cái lúc đấy tôi lại chưa mạnh lắm thì khả năng là vẫn chưa đấm được nó. Nó form cái đội hình sớm quá, tao 25 mà đã lên được thì khả năng là rất khó để cắt được chuỗi. Thôi phụ thuộc vào món đồ cam thôi. Rồi lấy cái này được. Ok. Rồi chúng ta lên 9 anh em nhá. Ta lên 9 thôi. Kiếm thêm một con Dominator 2 sao nữa cho vào. Càng phết đấy, 36 máu. Máu này là hơi thấp à. Cái chuyện này là tôi đang bị thấp máu so với những cái thằng khỏe bây giờ. Bộ này công nhận khỏe thật. Mà nó lại vào tay của một cái thằng đang rank queen ấy anh em. Đấy, cái vấn đề là nếu mà người khác chơi ấy, một cái người khác mà cái tầm rank nó thấp hơn một chút, cái trình độ nó thấp hơn một chút thì có thể là tôi sẽ dễ counter hơn. Nhưng mà đây là một cái thằng đang ở mức rank queen. Và cái thằng này hình như một cái thằng này khá nổi tiếng ấy, cái thằng rank này khá nổi tiếng. Ui, ai gặp nó rồi, nhưng mà thôi. Khả năng là không ăn được đâu. Khó lắm. Này, nó khỏe lắm anh em ạ. 6 Glacier, 6 Clive rồi. Cái vấn đề là thế, anh em hiểu không? 6 Glacier, 6 Clive ra cả Lancer. Thằng này xanh thế nhở. Ủa, ra cả Lancer luôn kìa. Ủa, nó còn đẩy tôi sắp chết luôn này. Thằng quá đi mất thôi. Sợ thật. 20 máu anh em ơi. Chết rồi. À. Ở phía dưới vẫn còn cái thằng tôi là T. Cái thằng đấy nó cũng khá là khỏe đấy anh em ạ. Gặp vớ vẩn nó con cáo chọt cho một phát nó bay màu luôn cả đội hình luôn đấy. Trận này nó cũng chơi đa dạng ấy. Nó có cả 9m này, có cả Beat này đấy, có cả Clay, có cả gót đỏ. Chơi rất là đa dạng luôn. Chính cái việc đa dạng thì làm cho chúng ta khó chơi counter ấy. Khó chơi hơn. 9m mà nó thả trưởng thì cũng căng đấy. Đây này, ui gặp 9m rồi. Mày quá, úp vực lồng của nó. Mày quá nhờ. Đấy cũng được. Mày quá anh em ơi. Ui có thằng đi rồi này. Thằng Beat đi rồi. Thằng Beat gặp thằng Clive, bị thằng Clive đấm sấp mặt luôn này, anh em biết thế nào. Cái bộ Beat nhá, counter của bọn Clive. Mà bây giờ cái thằng Clive nó vừa đẩy chết thằng Beat. Vậy là cái bộ Clive đã được bắp lên rất nhiều luôn. Bắp cực mạnh luôn đến được vị trí của bộ Clive anh em ạ. Bắp mạnh quá. Không ổn. Càng thật sự. Tôi chắc là tôi lên 10 dần thôi anh em ạ. Tôi nghĩ tôi sẽ lên 10. Bộ này chơi luôn ở 10 đấy. Bây giờ tôi roll ấy, thì cũng chỉ kiếm được bây giờ là thêm con Berserker lên 2 sao thì cũng không có ý nghĩa lắm trong cái thời điểm hiện tại. Bây giờ có ra tự ra thôi, còn tôi sẽ lên 10. Để tôi kẹp thêm được một slot nữa anh em ạ. Một slot khống chế nữa. Lên 10 thì roll này con Medusa nó dễ hơn. Đây trận này có cả Saman này. Saman Fulan à. Rồi Fulan chết rồi. Fulan chết chắc rồi. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Đứng đúng vị trí này luôn. Đứng trước mặt luôn. Rồi ok. Căng nhờ. Lại một thằng nữa ra đi rồi. 9m ra đi à. Người đấy. Hay quá anh em ơi. Tôi vẫn đang 20 máu.
Bây giờ phải làm nào lên 10 nhá, xong rồi kẹp được cái con Phượng Hoàng vào. Berserker lên 2 sao này. Ôi rồi lên 10 đó. Berserker lên 2 sao, lên 10 cho vào đó. Berserker thì thực ra cái lượng đam lít game thì nó cũng vẫn có anh em ạ, nó vẫn có đấy, chứ không phải là phế đâu. Cái lia dìu của nó là clear được khá khá đấy nhá, không phải là phế đâu. Đùa chứ thật sự là bây giờ tôi cũng không hiểu là tôi có phải là tôi đang làm cái clip counter bọn Clive không, hay là đang bị cái thằng Clive nó đập nó sấp mặt anh em ạ. Trời ơi, level 11 19 chuỗi thắng. À bây giờ Clive bây giờ chắc cũng phải đâu đấy tầm nghìn đam rồi. Vãi cứt thật sự. Lại gặp lại. Nhưng mà tầm này chưa có cửa ăn đâu anh em ạ. Khỏe quá mà tôi nó vả nó hai phát chết con. Hay là núp lồng. Ờ được, 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 được. Nhưng mà đánh có vẻ không xinh nhê lắm nhở. Ôi, nó vả hai phát chết con Medu. Ui, đẩy nhiều thế, chết luôn hả? Ui, còn một máu anh em ạ. Nó đẩy 19 máu cái round vừa rồi. Oh my god. Bắp, nói thật với anh em là cái bọn này nó bắp quá, quá đáng luôn ý. Cái bọn nhà phát triển phát hành game này nó thật sự là, tôi cũng không hiểu tại sao cái bọn này nó có cái suy nghĩ mà cái lúc mà nó cho yếu thì nó yếu thật sự luôn, không ai thèm chơi. Mà nó một khi mà nó đã bắp ý thì nó mạnh một cách nó không phải gọi là quá thể đáng luôn. Nó phải nói là vô lý. Anh em có thấy vô lý không? Chứ tôi bắt đầu dần thấy cái sự vô lý ở trong cái đội hình đấy rồi đấy. Điêu thật sự. Mẹ ơi, cái bọn Gladiator này về lý thuyết đi thì là vẫn ăn được ấy anh em ạ. À, beta trước tôi đấm bọn này ấm ấm mà. Nhưng mà có vẻ như là sai rồi. Dạo gần đây nói chung là cũng bận anh em ạ. Dạo này hơi bận nên là cũng beta này có vẻ như đang nhận định sai. Đang nhận định sai beta rồi. Không ổn. Nào sau đừng có gặp cái thằng đấy nữa nhá. Gặp thằng đấy chắc bay màu có một máu mà. Một máu này top 3 thì hơi sida nhỉ. Hơi cố dây top 2 thôi anh em ạ. Sida quá mà thôi, clip vớ vẩn nhỉ. Clip thật sự vớ vẩn luôn. Làm clip đầu game bảo là chúc mừng sinh nhật em, làm cái clip counter vào cái bộ Clive nhé. Ừ được rồi, anh làm, anh sẽ làm cái bộ counter vào Clive. Đây counter đây anh em ạ. Vãi cứt. Không biết là thằng nào counter thằng nào luôn. Sợ thật sự. Từ nãy giờ như là nó đang counter tôi anh em ạ. 92 máu, chuỗi vãi cứt luôn. Chuỗi 20. Còn à bây giờ Clive của nó bây giờ cái tầm này ấy thì chắc là đâu đấy nó rơi vào tầm khoảng hơn 1000 đam, 1500 đam. Thì nó phải hai phát chết một con là cũng đúng thôi. Mặc dù tôi có cả giáp thép tiếc cái thứ thôi nhá, nhưng mà không ăn thua luôn. Mày chắc ăn rồi. Cắt chuỗi luôn. Bạn ơi, cắt chuỗi luôn. Cắt chuỗi luôn. Ôi giời, hay quá. Nhưng mà đấy là cái round này vẫn sống được round nữa anh em ạ. Round sau tôi gặp tiếp một lần nữa cái thằng đấy. Vậy là nếu mà lần sau mà tôi đẩy thằng này chết ý, thì là tôi được top 2. Ok. Ui giời ơi. Wing Ranger này lên được 2 sao này. Ok, được đấy nhở. Tao tiếp theo làm sao mà đẩy cái thằng đấy 22 máu đây. Cái vấn đề là thế. 22 máu là một cái gì đấy mà nó không thể làm mà nó có thể đẩy được. Đánh với cái bộ 6 đỏ ấy thì đẩy một round chắc thì rơi đâu đấy tầm khoảng 15 máu là gọi là nhiều rồi. Cái bộ này có phải cái bộ đẻ đâu mà đòi đẩy nhiều đâu anh em. Round tiếp theo gặp cái thằng rank như chắc là bay màu à. Sợ quá đi mất thôi. Bây giờ có cái RO mới ăn được. Hai lần khống chế để cho cái con ngựa nó đứng im một chỗ ấy, thì may ra mới ăn được. Ui rồi, vô lần 3 sao ạ. Đây thì tôi bay màu ra này rồi. Ui vãi cứt. Không. Phô lần. Ui. Không đâu bạn ơi. Không đâu bạn ơi, nhưng mà không để chết được. Cái vấn đề là không thể để chết được. Chỗ này giỏi lắm 15 máu. Chán quá đi mất thôi. Ơ. Ui giời ơi anh em ơi, tôi cắt chuỗi được của cái thằng Clive rồi kìa.
Ui, vãi cứt, cắt chuối kiểu gì mà tài tới nhờ. Lạ thật đấy. Kiểu gì mà cắt được chuối nhờ. Điêu thật sự. Rồi, hai con khống chế vào này. Khỏe đấy chứ. Đấy, tôi nói với anh em rồi. Bộ này đấm được bộ lai mà. Và tôi không biết là cái cách vận hành của bên đấy như thế nào mà ăn được cái bộ lai trong cái round vừa rồi. Ê, như này. Ca lông này có lấy không? Quan trọng là ca lông là phải lên 2 sao, chứ còn 1 sao thì cũng còn thua. Ca lông 2 sao cho vào. Tí nữa lùi con Medu lên 3 sao. Rồi, để xem nào, tại sao? Tại sao lại ăn được? Ờ, nhiều khống chế anh em ơi. Ui rồi ơi, hai cái úp lồng, hai cái hóa đá. Đấy, hóa ra lý do nó là đấy đấy anh em. Anh em thấy chưa? Mày vất là tao ở giai đoạn vừa nãy đúng không? Bây giờ đấm cho 28 máu luôn. Ôi giời ơi, anh em Minh ơi, anh em đã thấy chưa? Tôi nói rồi mà, tôi đâu có lừa anh em đâu. Tôi đã nói rồi, cái bộ này đấm được bộ lai đấy. Bảo thông thạo rồi mà. Tôi nói với anh em là tôi thông thạo cả hai bộ luôn. Nhưng làm sao trượt được phát nào anh em ơi. Cái vấn đề đó là thời gian thôi anh em ạ. Thời gian sẽ có câu trả lời anh em nhá. Đấy, anh em quan trọng, anh em có kiên nhẫn, anh em chờ đợi không? Để có cái câu trả lời không? Đấy, anh em chưa gì anh em đã coi như là đến cái đoạn mà tôi bị đấm nó sấp mặt anh em thoát ra rồi đúng không? Đấy, anh em không bao giờ anh em xem được cái đoạn tôi đấm nó. Đấy, lật kèo comeback mãn nhãn thế này. Ui giời. Một máu lật kèo là có thật luôn đấy anh em ạ. Ui không kịp rồi. Lên luôn gấu ba ở đây nhưng mà không kịp. Nào sao? Dòng bờ linh xuống. À, rồi sao? Ôi xong rồi, đứng trong lồng. Hai lần đứng trong lồng, hai lần hóa đá. Trời ơi, thế này thì thôi 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 thôi. Thôi 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 thôi. Đẩy một phát 20 máu luôn anh em ạ. Mỗi đao 20 máu thôi, nhẹ nhàng tới thôi. Có cái gì đâu nhờ anh em nhờ. Quá tuyệt vời thôi. Trận này tôi nghĩ là dự đoán là kết thúc của round thứ 37. Đấy, nhẹ nhàng tình cảm. Medusa chưa lên được 3 sao đã kết thúc rồi. Căng thẳng quá nhờ. Rồi. Đấy. Bây giờ nhá, chúng ta sẽ roll thêm một con Phượng Hoàng nữa anh em ạ. À, để trường hợp phòng hờ, cái trường hợp mà nó dồn đồ cho con Avisal Clyde ấy, xong nó Berlin xuống phía dưới anh em hiểu không? Con Phượng Hoàng nhá, nó đứng ở phía dưới nhá, nó hú phát. Thế là coi như là mà ăn cứt luôn. Đấm Phượng Hoàng đến chết thì thôi. Đấy, đừng có tưởng là Berlin xuống dưới bớ cái con, tôi sẽ chuẩn bị trước luôn. Tí nữa mà nó chuyển đồ cho con Avisal Clyde nhá, Berlin xuống nhá. Chỉ cần là coi như là dí có Phượng Hoàng về dưới thôi anh em ạ. À, chết. Phải tỉnh táo anh em ạ. À, làm hai con Phượng Hoàng cho nó an toàn. Rồi. Ê, được con nữa rồi. Một con nữa rồi. Medusa 2 sao luôn đấy. Ui rồi quá được luôn. Từ từ nhớ bán cái con gì đi đây. Con này nhá. Velom đi, Velom thì làm gì đâu. Velom một con được rồi. Velom con này chỉ có tác dụng là thả ra cái bãi trừ giáp thôi, chứ còn cũng chẳng có tác dụng gì cả. Đấy, một con thôi. Tôi nghĩ là Calum vẫn ngon hơn. Thôi. Con Wing hai con cũng chả làm gì. Một con. 21 máu. Hiện tại là vẫn cho dòng Blink. Thế thì vẫn ok. Nghe nói 6 Glacier, 6 Clive mạnh. Ui giời ơi, lên được cả level 12 nhá anh em nhá. 6 Glacier, 6 Clive để làm gì? Để làm gì bạn ơi? Để làm gì? Ui, đẩy đi luôn không? Đẩy luôn không? Ui giời ơi, nó vẫn còn 2 màu anh em ạ. 19 màu, tôi đau lửa vậy. Ui giời ơi, 6 Glacier làm gì có được spec đâu. Có được đấm đâu mà spec. Không có cái cửa để mà có thể tăng tốc đâu anh em ạ. À, bây giờ Clyde lên được 3 sao rồi kìa. Đấy, tôi chuẩn bị sẵn rồi. Vừa lấy tôi roll thêm con Phượng Hoàng nữa. Liệu rằng là có cho Berlin cho con ngựa không? À, xem đồ con rồng nào. Ấy không có nhá. Chứng tỏ là dồn con này. Đúng rồi, ui giời ơi. Berlin cho con ngựa, anh em thấy không? Tôi đọc vị, tôi đoán chính xác luôn, đối thủ nghĩ gì luôn. Ui giời, thôi, bay màu đi. Nhá, bay màu là chắc chắn rồi.
link xuống dưới này. Phượng Hoàng Hú, Phượng Hoàng Hú, xong rồi. Thôi chết rồi bạn ơi, chết ngay. Bắt được con ngựa là xôi xong rồi, còn gì nữa. Ui giời ơi, tạm biệt. Trò chơi kết con nhà bà Túc. Anh em thấy không, tôi đọc vị luôn mà. Tôi biết chính xác là nó sẽ làm như thế. Bởi làm sao, đó chính là những cái suy nghĩ của pro player anh em ạ. Nhưng là tôi đọc được ngay. Đấy, biết trước là thằng ấy nó sẽ làm như nào, bởi vì nó là một cái người biết chơi, một pro player anh em nhá. Rồi, chúc mừng sinh nhật anh em mình. Xin được chúc anh em bước sang tuổi mới sẽ hoàn thành được những cái mục tiêu đặt ra ở trong cuộc sống, sẽ là một cái người bác sĩ dành trọn tâm huyết để chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng. Và đừng quên vẫn tiếp tục ủng hộ kênh Game Today như bây giờ anh em mình nhá. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều. Anh em thấy hay để lại tôi một like. Anh em chưa đăng ký, hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu còn thời gian thì anh em có thể chọn clip bên trái, sáu đỏ kết hợp với cả bốn võ sư vẫn rất là mạnh anh em ạ. Có thể chơi được với ngũ long hóa hình anh em nhá. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải, ngũ long hóa hình quay trở lại rất là mạnh. Hiện tại đang là cái đội hình hot nhất meta anh em nhé. Và cuối cùng, đối với các anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên ở trên kênh hoặc donate để ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc, cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye!